Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình chia sẻ đến tất cả mọi người một phương pháp làm giá mới. Với phương pháp này thì mình rất là nhanh thu hoạch, chỉ có 3 ngày là có ăn rồi nè. Mọi người nhìn xem cọng giá rất là trắng, mập, to, tròn, nhìn dễ thương không nè. Nhìn non mướt à. Với phương pháp này thì rẻ rất là ít, mà mình không cần tưới nước, chỉ làm 3 ngày thì mình tự động là mình sẽ có giá mình thu hoạch nha. Xin mời mọi người cùng theo dõi video clip của mình và làm theo nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cái này mình có 90 gram đậu xanh mọi người, nên là bây giờ mình sẽ rửa và mình ngâm. Mình ngâm thì hôm nay thì mình ngâm tới mình rửa cho sạch đi trước khi mình ngâm nha. Mình rửa tầm hai ba nước gì đó, rồi mình lựa cái những cái nào mà hột hư này kia, nứt bỏ này kia mình bỏ ra, cái hột như vậy mình bỏ ra. Hôm nay mình ngâm tầm 15 tiếng, 15 tiếng đồng hồ thì mình mới đem đi ủ giá được. Nếu khí hậu lạnh hơn thì các bạn có thể ngâm 20 tiếng nha. Ngâm nước thì mình ngâm nước thường thôi, không cần nước nước nóng đâu. Tại mình ngâm thời gian lâu nên mình không cần nước nóng, nước nóng. Đó. Mình ngâm từ 12 đến 15 tiếng. Thì hôm nay thời tiết thì nó ấm nên là mình ngâm khoảng nhiêu đó. Đây, đậu xanh của mình ngâm được 12 tiếng mọi người. Thì bây giờ nó đã nở, nó nở ra, nó nập nảy mầm rồi mọi người. Đó, nó nở bung ra như vậy. Nó có một số nảy mầm rất là tốt. Bây giờ là mình sẽ lựa những cái đậu, những cái hột nào lép. Đây thì mình sẽ dùng cái nồi này để mình, cái nồi này thường thường mình để mình hấp cho mọi người. Mình sẽ dùng ở đây thì mình sẽ đã nhúng nước hai cái khăn dày á mọi người. Đó. Khăn này khăn lông, mà khăn lông loại dày á đó. Đó, mình thấm nước hai cái như vậy thì để cho thấm cho nó ướt luôn nha. Mọi người thấy này, dắt nè, còn ra nước nè, ướt vậy luôn mới được. Tại vì để cho cái khăn này nó giữ nước ở dưới này. Phương pháp này mình không có cần tưới mỗi ngày thì nó sẽ giữ nước để cho giá nó đủ đủ nước cho nó nảy mầm tốt. Đó, mình gấp này nha. Cho nó dày để chứ cái đít nồi. Bên này cho nó rộng để cho cái hộp giá nó có cái đất nó, cái diện tích nó ra cho nó thư, cho nó đều. Để dày quá thì nó không có mọc, mà nó không có mọc đều được. Đó. Bây giờ giá này thì mình đã rửa sạch đây. Mình sẽ hút nhẹ nhẹ mình rải lên đây. Cái khăn thiệt là ướt nha mọi người. Khi mọi người nhấn xuống dày thì thấy vẫn thấy nước nè. Thì mới được, tại vì cái hột hột giá nó rất là nhẹ, nó chỉ nằm ở trên, nó không có đè xuống dưới được. Rải cho nó đều ra. Cái đậu này mình mua ở chợ mình, nó nhìn nó nứt rất là tốt. Đậu xanh nó dễ nứt mầm. Với phương pháp này thì giá nó mọc như thế này thì nó ít rễ, còn cái phương pháp mình đã chia sẻ thì nó hơi nhiều rễ, mình không có thích cái chỗ đó nên mình chia sẻ với các bạn cái làm phương pháp làm kiểu này. Giá giờ nó nảy mầm thì nó rất là có phải nhẹ nhàng nha mọi người, chứ không thì để cho nó dễ bị gãy cái mầm á. Sau đó thì mình phải dùng cái khăn nè, mình trải lên. Mình dùng cái khăn màu đen á. Mấy kỳ mình lần trước mình dùng cái khăn màu trắng thì khi giá nó nảy mầm ra, mình lấy thu hoạch giá xong rồi mình rửa cơ, mình giặt cửa nào nó cũng không sạch hết. Nên là bây giờ mình sẽ dùng cái khăn màu đen này thì nó sẽ nhìn nó sẽ được hơn. Đó, mình sẽ trải một cái khăn mỏng. Mình có cái khăn lưới như nè.
đó, mình trải ra ở trên. Mình muốn cho giá nó mập to mập á thì mình sẽ đè cái dĩa này lên. Khi giá nó có nảy mầm lên thì nó sẽ đè xuống và cọng giá nó sẽ mập ra. Còn ai mà không thích cọng giá mập á thì không cần đè cái dĩa. Khăn phải thật là ướt nha. Sau đó thì mình đẩy cái này lại, mình đẩy nắp dung lại và mình sẽ trùm ở trên này một cái khăn màu đen như thế này nữa. Thì các bạn mà không có khăn màu đen thì có thể cho vô bọc ni lông màu đen, trùm cái bọc ni lông màu đen lại cũng được. Tại vì cái này thì để cho nó ánh sáng nó không có lọt vô, mà nếu như để cái ánh sáng lọt vô á thì cái giá của mình nó sẽ xanh và nó đắng nha, nó không có còn ngon non mướt nữa. Đó, bây giờ mình sẽ để trong cái góc chỗ nào góc tối á, trong trong nhà thì được, mình để trong cái góc tủ mà đựng đồ khô đồ ăn á, đồ khô á mọi người. Thì 3 ngày thì mình lấy ra mình kiểm tra xem cọng giá mình như thế nào. Cái giá của mình hôm nay được 3 ngày rồi mọi người, nên mình coi thử mình thu hoạch nha. Mình đậu dĩa lên nè, không biết sao đây. Wow, ấy bứt lên cọng ơi, ngon chưa đó mọi người. Đó, cái giá mình 3 ngày đó, giờ mình bỏ ra đây mình thu hoạch. 1, 2, 3, cái khăn nó vẫn còn ẩm nha. Đó, nhìn cọng giá trắng không á mọi người. Nè, nhìn ngon chưa? Wow, nó dính lên cái khăn này luôn, không cần tưới nước nha. Cách nạp này là không cần tưới nước nha. Bây giờ mình coi nè mọi người, đó nhìn đẹp chưa, ngon chưa? Bây giờ đó mọi người xem nè, đó cọng giá nhìn ngon không, trắng tinh nè, nhìn ngon ghê không. Đó, với cách làm này thì nó không có rẻ nhiều như cái cách kia đó. Nhìn đã quá à. Đó, nhưng mà vẫn còn một số loại cây mà nó chưa có mọc lên đều mọi người đó, nhưng mà không có nhiều đó. Bây giờ mình sẽ thu hoạch cái này rồi, nhìn ngon quá ha. Chúc mọi người thành công với cách làm này nha, và đừng quên like, chia sẻ clip và đăng ký kênh giúp Trinh nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, hẹn mọi người ở video clip tiếp theo.